Chào tất cả anh em, quay lại với video của em ạ. Hôm nay em sẽ lên cho mình một số cần tây nha. Cần tây ạ, mình đánh rô đánh giết rất là ok nha. Mình có một vài con mình sang hàng rất là ok ạ. Cần tây có độ dài từ 3m6 đến 9m nha anh em. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản hết ạ. Hàng bản Nhật Nhật Bản nha anh em. Hàng Nhật Bản thì có hơi cũ nhưng mà chất lượng thì ok nha. Mình mua về mình bẫy rô và giết thì ok, bao hàng vẫn ok nha anh em. Ok, đầu tiên em sẽ cho mình một con số 1 nha. Con này có độ dài là 5m4 ạ. Đây. Con này hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Ngoại hình có hơi tì xước ạ. Đây, có tì xước nhìn nha, nhưng mà rất là ok, không có sao nha anh em. Không ảnh hưởng chất lượng là ok ạ. Con này ngõn cần là 0.8 ly nha. Độ cứng rơi tầm khoảng ngoài 3 hát ạ. Về mình câu rô câu dưới là rất là ok. Con này có mã là số 1, em để cho mình là giá là 800 ngàn nha. Dạ. Cắt lóng thì con cái lóc ở trong này còn rất là mới nha. Cái lóng ngoài nó hơi xước xước xíu nha anh em. Dạ. Con này rất là nhẹ nha anh em. Có 140 g, 50 g thôi ạ. Dạ, cần tây carbon hàng nội địa Nhật Bản. Con này có mã là số 1, giá là 800 ngàn nha anh em. Độ cứng là 3 hát ạ. Ok, tiếp theo chúng ta có một con 5m4 nha. Con này là Chungyo nè, con này là hàng nội địa Nhật Bản nha anh em, đâm vàng ạ. Con này là có mã số 2, giá là 850 ngàn nha anh em. Con này là hàng nội địa Nhật Bản nha, con này có ngọn là 1 ly ạ. Độ cứng 3 hát, độ dài 5m4 nha anh em. Cắt lóng này còn rất là ok nha. Dạ. Nó còn rất là mới nha anh em. Ok. Hàng Nhật Bản có chì xước nhưng mà ok nha, không ảnh hưởng chất lượng được. Dòng này thì mình về mình câu cảm giác là ok nha anh em. Dạ. Cần mã cần số 2 Chukio, con này là hàng nội địa Nhật Bản nha. Độ dài 5m4, độ cứng 3H. Con này có mã là số 2, giá là 850 ngàn ạ. 850 ngàn là em tính ship cho mình là 40 ngàn một đơn nha. Mình sẽ bọc quốc toàn quốc ạ. Ship có toàn quốc cho anh em nha. Anh em mà lấy hai cần thì em sẽ bao ship cho mình ạ. Ok. Tiếp theo em sẽ xin một con Olympic nha. Con này Olympic rất là đẹp nha anh em. Con này là hàng Korea xuất Nhật nha. Korea xuất Nhật, tem vàng ạ, made in Korea. Rất là đẹp luôn ạ. Olympic là hãng, Olympic là hãng thương hiệu Nhật Bản nha anh em. Con này có mã là số 3 nha. Có độ dài là 4,8. Con này là 850 ngàn ạ. Độ cứng của cần cũng rơi tầm khoảng 3 hát nha anh em. Rất là đẹp. Ngọn hơi cứng xíu nha. Ngọn cần ở tầm ngọn cần là 1 ly nha anh em. Cắt lóng còn rất là đẹp ạ. Không chỉ sức gì nhiều nha, có độ dài là 48 ạ. Mấy cái cần nhiệt này cái đầu bu nó hay bị dính ha, đây bị dính cước cơ mà nè, những cái đầu bu nó bị hơi khó ra nha anh em. Dạ, con này ngọn của nó là tầm một khoảng 0.8 ly nha anh em. Độ cứng của cần là tầm 3 hát ạ. Cần Olympic hàng Korea xuất Nhật, tem vàng rất là đẹp ạ. Con này có mã là số 3, giá là 850 ngàn nha. Độ dài cần là 48, độ cứng 3 hát, cần còn rất là đẹp nha anh em. Nước sơn màu ghi rất là đẹp nha, cách bên xoắn vân ạ. Ok, tiếp theo lên một con Olympic, con này FT nha. Con này là hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Có độ dài là 9m, hãng này FT thì mình biết rồi ạ. Tay cầm nó chắc chắn ạ. Rất ok, con này mình sang hàng rất là ok nha. Chấm đen cũng vậy. Con này có mã là số 4, giá cần là 1 triệu 6 nha anh em. Cần này hơi bị chắc chắn nha. Khối lượng cần là 550 g ạ. Đây, ngọn cần là 1 ly nha anh em. Một ly mình bo cảm giác là ok nha. Ok. Mình sang hàng sang chấm đen rất là ok ạ. Anh cắt lóng cần rất là ok nha, rất là mới ạ. Cần tay Olympic có độ dài là 9m ạ. Độ cứng con này tầm khoảng 5 đến 6 hát nha. Cần ra rất là thẳng nha nè. Tại vì phôi rất là dày. Cần rất là đẹp nha. Cần Olympic có độ dài là 9m. Độ cứng là tầm 5 đến 6 hát nha. Con này hàng nội địa Nhật Bản nha nè. Tay cầm rất chắc chắn, độ dài 9m thì mình có thể sang hàng bo hàng ok nha. Con này có mã là số 4, giá cần là 1 triệu 6 anh em. Tay cầm rất chắc chắn luôn nha. Làm khe mình cầm không bị tuột nha anh em. Dạ, yeah, ok. Ok, tiếp theo sẽ lên cho mình một con hàng Korea xuất Nhật nha. Con này là hãng Alpha King ạ. Tem vàng Korea xuất Nhật nha anh em. Con này có độ dài là 4m5, độ cứng 3H. Con này có mã là số 5, giá cần là 850 ngàn nha. Ngọn cần 1 ly nha anh em. Cần nhật thì chủ yếu mình về câu cảm giác là ok nha. Dạ, carbon xoắn xanh rất là đẹp nha, nét sơn màu ghi ok. Cắt
lóng này còn rất là ok, không có xước gì nhiều ạ. Dạ. Cần tây Alpha King có độ dài là 4m5, độ cứng là 3H ạ. À. Con này có ra xuất nhật nha anh em. Rất là đẹp nha. Con này có mã là số 5, giá cần là 850 ngàn ạ. À. Ok, tiếp theo cho tên một con rất đẹp nha. Con này hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Con này có Rosa Carbon, con này có độ dài là 3m9 nha. Con này có mã là số 6, giá là 800 ngàn ạ. À. Con này độ cứng tầm 3H nha anh em. Về mình vẫy rô vẫy giết rất là ok ạ. À. Ngọn cần là 0.8 ly nha anh em. Rơi tầm khoảng 3H ạ. À. Yeah. Con này carbon nha, carbon sóng đỏ. Đặt lóng thì có ok, không chạy sức gì nhiều ạ. À. Cần tay carbon có độ dài là 39, độ cứng 3H ạ. À. Con này có mã là số 6, giá cần là 800 ngàn nha. Yeah. Tay cầm cuốn chỉ rất là ok nha. Ok, tiếp theo sẽ là một con 5m4 nha anh em. Con này là hàng nội địa Nhật Bản nha anh em, rất là đẹp. Rất là nhẹ nha anh em, tay cầm cuốn chỉ nè. Con này có độ dài 5m4, độ cứng cần rơi vào tầm khoảng 3H ạ. À. Con này có mã là số 7, giá cần là 900 ngàn ạ. Cái lóng này có rất là đẹp nha anh em, nước sơn rất là đẹp nha. Ngọn cần zin ạ, con này là ngọn tầm 1 ly nha anh em. Độ cứng tầm 3H nha. Con này câu cảm giác rất là ok ạ. Anh em chơi hàng Nhật thì rất là thích nha. Hàng Nhật thì hàng cũ nhưng mà chất lượng rất là ok ạ. À. Carbon sóng vân nha anh em. Cần tay carbon, con này có độ dài là 5m4, con này hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Rất là nhẹ. Con này có mã là số 7, giá cần là 900 ngàn ạ. À. Đôi vào tầm khoảng 3H nha anh em. Vỉ rô vỉ giết rất là ok nha. Tay cầm cuốn chỉ rất chắc chắn ạ. À. Tiếp theo lấy một con Suzumi ạ. À. Suzumi ạ. À. Hàng nội địa Nhật Bản nha, tem vàng nha anh em. Đây carbon bản xanh ngọc rất đẹp nha. Con này có độ dài là 4m5, độ cứng cần rơi tầm khoảng 3H, 2.5 3H nha. Ngọn rất đẹp nha, ngọn xinh nè. Cắt lóng rất là đẹp nha anh em. Con này bản xanh ngọc rất là đẹp nha, Suzumi nha. Con này có giá là 800 ngàn nha anh em. Mã của cần là số 8 ạ. Con này là Suzumi hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Bản xanh ngọc có độ dài là 4m5, rất là đẹp luôn. Dạ, rất là nhẹ nha, tay cầm nắp inox luôn ạ. À. Rất là đẹp. Giá 800 ngàn, con này có mã là số 8, độ dài là 4m5 nha anh em, Suzumi hàng nội địa Nhật Bản ạ. À. Ok, tiếp theo sẽ lên một con Fuji Zora nha, con này là hàng nội địa Nhật Bản, rất là đẹp. Tay cầm quán chỉ rất là đẹp nha anh em, rất là ok luôn. Con này có độ dài là 4m5 nha, độ cứng là 3H, con này có mã là số 39 nha, giá cần là 900 ngàn ạ. À. Nắp chụp đầy đủ nha, con này Fuji Zora là hàng nội địa Nhật Bản nha, rất là đẹp ạ. À. Nắp chụp zin nha, rất là cứng ạ. À. Rất chắc chắn cho mình nha. Ngọn cần là 1 ly nha anh em, gần 1 ly. Chắc lắm này có rất là mới nha. Con này Fuji Zora là hàng nội địa Nhật Bản rất là ok luôn. Con này có mã là số 9 nha, giá cần là 900 ngàn ạ. À. Rất là đẹp ạ. À. Tay cầm cuốn chỉ chắc chắn nha, hàng nội địa Nhật Bản tem vàng. Cần Fuji Rosa nha, con này có 4m5. Tấm cứng tầm 3H, con này mã số 9, giá cần 900 ngàn nha anh em. Nắp chụp zin đầy đủ nha, con này có bao vải luôn ạ. À. Chật quét không bỏ nha. Okay. Tiếp theo sẽ đến một con 3m9 nha. Con này rất là đẹp, nhỏ gọn nha anh em. Con này hàng nội địa Nhật Bản ạ. À. Nắp đít cứng quá này, mở nó không ra nên nó bị chì xíu nha anh em. Ok. Cần tay carbon hàng nội địa Nhật Bản. Con này có độ dài là 3m9, độ cứng tầm khoảng 3H nha anh em. Rất là nhẹ luôn, nhỏ rất là nhỏ gọn ạ. À. Con này có mã là số 10, giá cực là 800 ngàn nha anh em. Con này độ cứng rồi tầm khoảng 3H ạ. À. Ngọn 1 ly nha anh em. 0.8 đến 1 ly ạ. À. Các lóng này còn rất là ok ạ. À. Rất là mới nha. Nước sơn rất là đẹp ạ. À. Cần tay carbon hàng nội địa Nhật Bản có độ dày là 39, độ cứng là 3H ạ. À. Con này có mã là số 10, giá của cần là 800 ngàn nha anh em. Rất là ok. Tiếp thêm lên cho mình một con Alpha King nha. Con này là hàng có ra xuất Nhật nha anh em. Con này rất là đẹp luôn, còn nguyên bao luôn ạ. À. Con này có mã là số 11, giá cần là 850 ngàn ạ. À. Alpha King con là 36 nha anh em. Còn full box luôn ạ. À. Rất là đẹp nha. Còn nguyên bao luôn nha anh em. Nguyên bao nguyên kiện luôn ạ.
Con này hình như chưa có xài qua nha em, rất là mới luôn ạ. Này nắp chụp đầy đủ nha em, nắp chụp bao vải đầy đủ luôn ạ. Cần te carbon, con này là Alpha King nha, co ra xuất Nhật tem vàng ạ, rất là đẹp, còn mới tin luôn ạ. Con này có độ dài là 3m6, độ cứng của cần rơi tầm khoảng 3H nha, mình về vẫy rồi vẫy riết thì rất là ok. Đây, nắp chụp zin nha em, còn còn rất là mới luôn ạ. Ngọn cần tầm 1 ly nha anh em, cắt lóng thì còn rất là mới nha, tại vì cần như hồi chưa sử dụng qua nha anh em. Đây còn rất là mới luôn ạ, siêu đẹp nha. Con này có giá là 850.000 nha anh em, mã cần là mã 11 nha, mình về vẫy rô vẫy giết rồi ok nha. Con này còn rất là đẹp nha, nguyên 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 bóc luôn ạ, full bóc, nắp chụp zin nha, bao vải zin ạ, nguyên bao bao ngoài zin luôn nha anh em. Cái con này có mã là 11, giá của cần là 850.000 nha anh em. Rất là đẹp, có 36. Tiếp theo em sẽ lên một cần nha. Con này là cái độ dài là 4,5 m, cần tay carbon nha anh em. Rất là đẹp. Con này cũng là hàng, con này là hàng China xuất Nhật nha anh em. China xuất Nhật bản cao cấp, rất là đẹp nha. Con này có độ dài là 4,5 m, độ cứng cần rơi tầm khoảng 3H. Con này có mã là 12, giá cần là 800.000 ạ. Rất là đẹp. Con này là hàng China xuất Nhật nhưng rất là đẹp nha anh em. Còn rất là mới luôn ạ, bản cao cấp nha. Con này ngọn cần 1 ly ạ, chắc lắm, này còn rất là đẹp, carbon xoắn vân toàn thân ạ, rất là đẹp nha này. Ok, cần tay carbon, con này có độ dài là 4,5 m, độ cứng là 3H ạ. Con này có mã là số 12, giá cần là 800.000 nha anh em, rất là đẹp ạ, còn rất là mới luôn ạ. Ok, dạ, tiếp theo em lên cho mình một con Sanwa nha. Sanwa là hàng Korea xuất Nhật nha anh em, dạ, rất là đẹp mà, nắp chụp zin nha, tem vàng, có độ dài là 4,8 m, độ cứng rơi tầm khoảng 3H ạ. Con này có mã là 13 nha, giá cần là 900.000 nha anh em, độ dài là 4,8 m nha anh em. Dạ, con này ngọn là 0,8 đến 1 ly nha anh em, 1 ly ạ. Dạ, ngọn rất đẹp nha, xin hết luôn ạ, carbon xoắn vân toàn thân, con này có rất là mới nha nè, dạ, độ mới rất là ok, rất là mới luôn. Cần tay Sanwa, con này là hàng Korea xuất Nhật nha, tem vàng rất là đẹp nha. Con này có độ dài là 4,8 m, độ cứng là 3H. Con này có mã là số 13, giá cần là 900.000 nha nè, rất là đẹp luôn ạ, tay cầm búa chỉ đó chắc chắn nha. Ok, tiếp theo em sẽ lên cho mình một con Rosa Carbon nha. Con Rosa Carbon có hãng này thì hàng nội địa Nhật Bản nha anh em, rất là đẹp. Cần tay Rosa Carbon có độ dài là 5,4 m, độ cứng là tầm khoảng 3-3,5H nha anh em. Con này có mã là 14, giá chỉ 800.000 thôi nha anh em, 800.000. Dạ, ngọn là 1 ly nha anh em, độ cứng tầm khoảng 3H nha, thu cảm giác rất là ok nha. Hàng này mình về mình vẫy rô vẫy dứt thì rất là ok luôn, khỏi bàn nha anh em. Dạ, carbon xoắn vân toàn thân ạ, hàng Nhật Bản có kỳ xuất sơ theo thời gian nha, không ảnh hưởng gì nha anh em. Tay cầm quấn chỉ rất là ok. Cần tay Rosa Carbon hàng nội địa Nhật Bản có độ dài là 5,4 m, độ cứng là 3-3,5H nha anh em. Con này có mã là 14, giá cần là 800.000 ạ. Ok, tiếp theo em sẽ lấy một con nha. Con này là hàng Nhật Bản nha, tem và hàng nội địa Nhật Bản luôn ạ, rất là đẹp nha anh em. Con này có độ dài là 4,5 m, con này siêu nhẹ luôn ạ. Con này là tầm 80g thôi nha anh em, độ mới cần là 80g mà. Tay cầm búa chỉ nha, lóng rất là nhỏ. Con này rơi tầm khoảng 2-2,5H, rất là dẻo nha. Mình về mình câu suối rất là ok luôn, cần rất là nhẹ, 80g nha anh em. Ngọn cần là 0,8 ly, hàng nội địa Nhật Bản, rất là đẹp. Các lóng này còn rất là nhỏ nha, mình về câu suối, câu rô phi, câu giết rất là ok ạ. Cần tay anh cho con này là hàng nội địa Nhật Bản nha anh em, có độ dài là 4,5 m, độ cứng là 2-2,5H, rất là mềm ạ, rất là dẻo nha. Con này mình về câu suối rất là ok, rất là nhẹ, con này 80g thôi nha anh em. Con này có mã là số 15, giá cần là 850.000 ạ, siêu nhẹ luôn ạ. Ok, tiếp theo em sẽ lên một con nha. Con này có độ dài là 4,8 m ạ, Tokyo Carbon nha anh em, con này là hàng nội địa Nhật Bản luôn nha anh em, hàng nội địa Nhật Bản ạ, có độ dài là 4,8 m nha, rất là đẹp nha. Tay cầm cuốn chỉ ạ,
Con này có mã là 16, giá là 900 ngàn nha. Độ dài là 4,8, độ cứng ở đây tầm khoảng là 3H nha nè. Dạ đây ạ, à, ngọn 1 ly ạ. À. Ok, từ ngọn rất là mới ạ. À. Đẹp luôn ạ. À. Rất là đẹp nha. Con này hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Tokyo Carbon ạ. À. Con này có độ dài là 4,8 m, độ cứng cần rơi tầm khoảng 3H nha. Con này có mã là số 16, giá là 900 ngàn nha anh em. Tay cầm của chị rất là đẹp nha. Ok. Một số cần tay em giới thiệu cho mình. Cái này là phí ship em chưa có cộng, phí ship của mình là 40 ngàn một đơn nha anh em. Anh em thì sẽ phí ship, một là chuyển khoản thì em sẽ báo ship cho mình, hoặc là mua từ 2 cây trở lên nha. Anh em nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán giùm em ạ. À. Hàng là hàng carbon, hàng nội địa Nhật Bản là ok nha anh em. Mình về bể đô và giết là ok ạ. À. Dạ, cảm ơn anh em đã xem video của em ạ. À. Anh em có liền ưng mẫu nào thì để số điện thoại em sẽ liên hệ trực tiếp cho mình nha. Cảm ơn anh em ạ. À.